Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thuần Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh đi chợ, Linh có mua được một ít thịt. Thì với cái số thịt này hôm nay thì Linh xin giới thiệu tới ông bà cô chú các bạn gần xa cái món là bún bì, hay còn gọi là bún thịt khìa. Thì để làm bún thịt khìa là Linh mua cái phần thịt này là thịt đùi nè. Tại vì cái thịt đùi thì nó nhiều thịt và nó ít mỡ, để một lát mình ăn nó đỡ ngán. Thì bây giờ trước khi ướp thịt này là Linh sẽ rửa thịt. Thịt này thì Linh cũng rửa sơ sơ mấy nước rồi. Bây giờ thì Linh sẽ bóp muối lại. Do là Linh đi chợ sớm nên là cái thịt này cũng còn rất là tươi và ngon. Nếu như mình mua phải cái thịt mà nó không có được tươi lắm á, thì mình nên là bóp giấm cái rượu để cho cái thịt của mình nó không có bị hôi. Còn cái thịt này là Linh mua buổi sáng nên là thịt rất là ngon, nó không có bị hôi nên là mình chỉ cần rửa với muối thôi là được. Linh mua một miếng thịt đùi, ở đây cô có mấy miếng thịt nọng thì cô kêu Linh lấy hết luôn, nên là Linh cũng mua luôn cái phần thịt nọng này. Cái cục thịt này là 2 kg mấy, gần 3 kg á, với cái phần thịt nọng này cũng gần 1 kg nữa, thì ở đây là Linh mua tới 4 kg thịt lận. Mình bóp với muối để cho nó sạch cái phần máu, để lấy mình ăn cái thịt nó không có bị tanh. Linh để qua đây. Miếng thịt này nó to ghê á. Sau khi mà rửa với muối xong á thì mình sẽ rửa lại với nước sạch thêm một nước nữa để cái thịt mình nó sạch hơn. Lúc này là cái thịt nó rất là sạch này. Tại vì hồi nãy là trước khi đem cái thịt ra là Linh cũng rửa sơ sơ rồi. Vậy là Linh đã rửa sạch cái thịt này. Lúc này thì Linh sẽ cắt cái thịt ra cho nó mỏng mỏng để mình ướp cho nó nhanh thấm ở bên trong. Cái thịt khìa này mình có thể là ăn kèm với bún hoặc là bánh mì thì cũng rất là ngon luôn á. Lâu lắm rồi Linh cũng không có làm cái món bún thịt khìa nữa. Để làm bún thịt khìa thì ngoài thịt ra thì ở đây bên đây là Linh còn có mua dưa leo nè, xà lách, một ít rau thơm, rồi thêm đậu phộng. Cái phần này là Linh mua ở cái đùi trước á, nên là thịt nó rất là nhiều, cái thịt nó cũng mềm nữa. Này nó ngay cọng gân nên là cắt nó hơi dài xíu. Sau khi mà cắt nhỏ ra thì lúc này là Linh sẽ bắt đầu ướp. Để ướp thì Linh sẽ cho vô đây một xíu muối, một ít hạt nêm. Khoảng tầm 3 muỗng đường. Kế tiếp thì Linh sẽ cho vô đây khoảng nước tương thì khoảng, cái này là Linh cũng nhắm chừng chứ không có lường nữa. Thì mình nêm hơi hơi cho nó lên màu. Và một ít nước mắm cho nó thơm. Linh dùng bao tay lên trộn lên, cho cái sốt ớt này nó thấm đều vô cái thịt của mình. Ồ, lúc này là nghe thơm cái mùi nước tương lắm. Mình ớt thịt khìa là mình cần phải bỏ nước tương để cho nó lên màu nó đẹp. Lúc này thì Linh sẽ để đây cho cái thịt khìa nó thấm. Linh bỏ qua một bên đi. Linh sẽ đập vô đây khoảng tầm một củ tỏi.
để cho cái thịt của mình nó thơm hơn. Ở trên thành phố thì Linh thấy là người ta hay bán bún thịt nướng. Ở dưới quê Linh thì bà con ở đây thì thích ăn thịt khìa hơn là thịt nướng. Tại vì nướng là mình phải nhúng than đồ á, nướng. Rồi nướng nhiều khi nó bị khét nữa. Còn khìa thì mình khìa trong chảo. Có nhiều nhà thì người ta khìa bằng nước dừa nữa, làm cái thịt nó thơm và nó ngon hơn nữa. Sau khi bằm tỏi xong thì Linh cho tỏi vô. Mình trộn đều cái tỏi với cái thịt. Cái cách ướp thịt khìa thì cũng rất là đơn giản và dễ làm. Lúc này là Linh thấy cái thịt nó rất là ngon rồi đó. Cái này mình ướp tầm 1 tiếng tới nửa tiếng tùy theo mình có. Nếu như mà mình ướp nhanh thì mình muốn ăn nhanh thì mình ướp nửa tiếng, còn mình muốn để cho nó lâu hơn thì mình ướp tầm 1 tiếng. Thì đó là tùy theo mình thôi. Linh thì Linh sẽ để đó ướp trong vòng khoảng tầm 1 tiếng. Trong 1 tiếng đó thì Linh qua đây Linh lặt cái gao để lát mình ăn kèm. Này là Linh chọn hai loại cải, cải xà lách lô lô với xà lách búp mỡ. Linh thì Linh thích ăn xà lách búp mỡ hơn, tại vì cái cọng cải nó ngọt hơn, ngon hơn á. Cái xà lách búp mỡ này là mình có thể là làm gỏi dầu giấm rồi trộn sốt mayonnaise rất là ngon luôn á, gọi là xà lách á. Gao này Linh sẽ cho một chút muối vô để mình ngâm cái gao cho nó sạch. Lúc này là cái thịt Linh ướp hồi nãy giờ là 1 tiếng đồng hồ rồi, thì cái thịt nó cũng thấm hết trơn rồi. Thì Linh sẽ bắt cái chảo lên, Linh sẽ phi một xíu tỏi với dầu. Cho cái tỏi với dầu nó vàng thì mình sẽ bỏ thịt vô, mình bắt đầu khìa luôn. Tỏi nó cũng sắp vàng rồi đó, thơm này. Bỏ cái phần thịt vô luôn. Vừa bỏ vô thôi mà nghe thơm dễ sợ luôn. Giờ thì Linh sẽ khìa cho nó sắc sắc cái nước ớt lại. Rồi lát mình có thể là cho thêm một trái dừa tươi vô để cho cái thịt mình nó mềm. Trong lúc mà đợi cái thịt nó mềm nó chín thì qua đây Linh sẽ làm cái nước chấm. Nước chấm này thì Linh có cho vô đây khoảng tầm 20 trái tắc. Linh cho nước mắm vô. Sau đó thì cho vô đường. Cái phần nước chấm này thì mình làm cũng rất là quan trọng. Tại vì bún mà cái nước chấm không ngon thì nó cũng làm cái bún của mình không ngon nữa. Quậy cho nó tan đường ra. Một lát nữa thì Linh sẽ bầm cái củ cải đỏ mình bỏ vô để cho nó có màu sắc. Khi mình ăn thì cái củ cải đỏ nó kèm với nước chấm thì nó hơi giòn giòn á. Lúc này là cái đường nó tan này, thì Linh sẽ cho cái tỏi ớt vô luôn. Cái tỏi ớt cuối cùng là mình phải cho vô cuối cùng, thì như vậy cái tỏi cái ớt nó mới nổi trên mặt. Có nhiều bạn nói là sao làm nước chấm mà sao cái tỏi ớt nó không có nổi trên mặt, là do là mình bầm tỏi ớt xong mình mới cho nước mắm nè, đường tắt vô thì cái tỏi ớt nó không có được nổi lên. Nước chấm này thì mình có thể là làm theo khẩu vị gia đình mình ha.
Hôm qua Linh sắc cái củ cải đỏ luôn. Cải đỏ này thì mình sắc mịn. Thịt nó sôi lên nó thơm dễ sợ. Linh khìa hồi nãy giờ á, thì nó khô cái nước ớt rồi xong rồi Linh có cho vô một trái dừa thì lúc này là cái thịt nó sệt sệt lại như vậy là nó cũng đã thấm rồi, thì Linh sẽ lấy ra Linh sắc. Hồi nãy Linh có cho vô một xíu màu dầu điều á cho cái màu thịt của mình nó đẹp hơn. Chị Linh bán bún thịt khìa. Cái đứa ăn mấy hộp? Một hộp 5.000. Chị ăn cơm chưa? Chưa. Ăn mấy hộp? Lấy 3 hộp. 3 hộp hả? Còn mấy hộp? Em 5 hộp. 3 với 5 là hai đứa là mấy đứa là 8 hộp phải không? Dạ. 3 lần 5 15.000. Ở 5 hộp hả? 5 lần 5 25.000. Ăn đậu phộng đồ đầy đủ hả? Năm hộp hả? À? Hay là sáu hộp? Năm. Suy nghĩ lâu quá vậy? Năm. Mua giùm con hai to thêm một hộp nữa. Là sáu hộp hả? Con là ba hộp phải không? Cái hộp là 30. Ừ, sáu lần năm 30. Cô Linh bỏ bịch nước mắm vô luôn ha, để quên. Rồi bỏ tiền vô đi. Bún ông Dương ơi. Dạ. Bịch nước mắm là cô Linh để trong hộp luôn á. Con gì em tháo ra. Lấy đũa ăn giùm cô Linh nha. Bỏ nước mắm vừa vừa thôi nha, sợ nhiều khi mặn á, bỏ quá mặn á. Rồi, cảm ơn con. 5 lần 3 15.000, 15.000 là thối lại 35.000, con lấy trong đó 35.000 giùm cô Linh. Đông Khuê là 5 hộp với mua giùm cô Thơ một hộp là 6 hộp phải không? Dạ. Có ăn rau đồ đầy đủ không? Dạ rồi. Rồi, rau đầy đủ nha.
Giờ con đọt trộn đều lên ăn nha. Cho nó mới đều. Rồi chan nước mắm vô. Ba hộp, còn ba hộp nữa. Còn thêm hai hộp nữa là năm. Bữa giờ con đi đâu không thấy con ra mua đồ với anh hai? Anh nhà, nhà có điện thoại. Nhà có điện thoại hả? Xong đi mua đồ ăn cùng anh hai mà ở nhà. Anh hai mấy bữa mua giờ anh hai xách không nổi luôn á. Cảm ơn cưng. Quá trời chứ Linh làm cái nó văng dao tùm lum hết trơn. Mấy miếng thịt này hơi to to nên là sắc lại. Cô Linh bán bún thịt khìa, lâu quá mới thấy bò. Bữa giờ đi học hả con? Dạ, bữa giờ con đi ngoại. Vậy hả? Con ăn mấy phần? Một phần cô Linh bán 5.000. Dạ, 2 phần. 2 phần ha. Đây, con đưa tiền sẵn. Con bỏ vô đó không cô Linh? Ăn đầy đủ hả? Dạ. Mới ăn có ăn tô cháo mà không sao. Con bán gì chưa? Dạ, bán bún chú ơi. Dạ bún bún bì một phần 5.000. Dạ lấy em 6 phần đi. Dạ 6 phần chú. Rồi đợi con xíu. Chị Linh bán bún thịt khìa bún bì á. Một phần 5.000, ý ăn mấy phần? 3 phần hả? Rồi đợi chế xíu. 3 phần là 15.000. Rồi của con nè Bo. Con 2 phần 10.000. Cảm ơn con. Chú 6 phần hả chú? Rau đầy đủ ha. Dạ. Ý đợi chế xíu ha, chế làm cho chú rồi tới cưng. Dạ 6 lần 5 30 chú. Con bỏ tiền vô giùm cô đi. Cho mua bún thêm hả? Rồi rồi để đây giùm con. Sợ bán không đủ mua thêm. Rồi con lấy lại giùm cô 10.000 ha. Rồi kẹt xe, kẹt xe rồi. Kẹt xe thiệt rồi. Dạ cho để đây con. Mua 5kg mà sợ không đủ bán nên mua thêm 3kg nữa. Cưng bỏ tiền vô dùm chế đi. Bỏ 20 cũng được, bỏ 5.000. Khỏi thôi. Vậy là bỏ luôn phải không? Không. Tưởng đâu bỏ 50 bỏ chứ. Bỏ vô đi, 50, 15 là thôi 35.000. Mai đi sửa cái chống xe được á, xe gì chạy không có chống gì trơn vậy. Dạ cảm ơn chú. Rồi. Rồi cảm ơn chú. Ý ba hộp ha. Dạ con bán bún thịt khìa chú ơi. Lấy cho chú 4 hộp. Dạ 4 hộp à. Rồi đợi con xíu. Hộp nữa xong tới chú. Dạ 4 lần, một hộp cũng bán 5.000. 4 lần 5 20. Bỏ tiền vô giùm cô đi.
Rồi cô ý xong 3 hộp luôn. Bữa giờ chú về vuông hả? Không thấy. Chú ở dưới trào dưới. À tới nước sổ chú mới lên sổ vuông thôi hả? Tới nước sổ chú mới lên. Dạ. Hèn chi mấy bữa mới thấy chú, ví dụ tới nước mới thấy. Tới nước chú mới về. Chú ở dưới, chú ở 28 năm rồi. Dạ. Rồi đợi xíu chứ đưa ra cho cưng. Về trang nước mắm dùm chế à, lấy đũa ăn. Rồi cảm ơn ý. Cảm ơn chế. Dạ. Rồi cảm ơn cưng. Chú 4 hộp. Dưa leo rau đầy đủ hả chú? Rồi cảm ơn ý. Chiều bán 8kg bún luôn á. Bịch nước mắm này bự 2 phần bịch hả chú? Dạ. Cái này nước mắm trang cũng đâu nhiêu. Chứ ăn có hết gì đâu. Dạ. Không bán cái món này làm nó lít phái ăn hay gì. Dạ. Người lớn cũng phái chứ nít dễ, dễ ăn. Dễ ăn có đói ăn cũng ngon. Cái hộp này không có nước mắm nha chú. Thì 4 hộp 2 bịch rồi. Dạ. Hai cái đó con có bỏ 2 bịch nước mắm này. Hết dưa leo rồi. Để con quào thêm mới dưa leo cái. Chị Linh bán bún thịt khìa, 1 phần 5 ngàn, con ăn mấy phần? 2 phần hả? Rồi đợi chị Linh cái. 2 phần là 10 ngàn. Ừ, con bỏ tiền vô đó đi. Rồi, của chú xong, cảm ơn chú. Rồi, nè, của con xong rồi nè. Cảm ơn. Rồi cảm ơn chú. Thôi tiền vô, bỏ tiền vô cho, lấy tiền thối đi con, tự lấy đi. Con lấy lại tờ 20 với tờ 10 ngàn. Xíu nữa là cô lời, thấy không? Cô đâu để ý đâu, ai bỏ nhiêu tiền vô bỏ à. 5 ngàn hả? Nè, có tờ nó xanh xanh nè, con lấy đi. Hoặc lấy tờ 10 ngàn cũng được đó. Ừ. Lấy tờ 10 ngàn đi. Rồi cảm ơn con. Dạ cảm ơn chú. Hai hộp cô Linh cho một bịch nước mắm nha. Tại này bịch nước mắm to vậy con trang ra hai hộp giùm cô Linh nha. Dạ con bán bún bì Út ơi. Một phần 5 ngàn. Dạ. 5 phần đi con. 5 phần hả? 5 phần đi. Rồi đợi con xíu. Mai đi học về đó. Dạ. Mẹ nói, mẹ con thèm quá rồi. Rồi cái hộp này đầy quá nó gách bọc luôn rồi. Gách hộp luôn. 5 phần 25 ngàn. 25 ngàn, 25 ngàn. Dạ, Út bỏ vô một con. Út có tờ 200 với có 24 ngàn hả Linh? Vậy thấy 24 ngàn. 24 ngàn. Dạ, rồi cảm ơn Thúy An. Cái này hết rau ăn dưa leo hay Út còn quà dưa leo chút ha. Con ăn bún không? Đợi dì ba cô ba làm cho bà bác rồi ấy cho con. Ngồi ghế nè, rồi ngồi ghế hả Út. Bỏ bún ra. Con kêu bà nội ơi, hỏi bà nội trong nhà còn rau không, lấy cho cô ba miếng rau coi. Ừ. Nội ơi, cho cô ba xin miếng rau đi, bán cho hết bún luôn. Rồi, đợi được rau ra thêm nè. Đây, đưa rau đây con cắt. Rau đó là rau sáng ăn cá chiên còn á. Lấy bán bún luôn. Để đi, em lựa cái loại cho con Linh nó sắc. Bà Thiếm ơi, bún bì bà Thiếm ơi. Còn nhiêu đây nó hết rồi nè. Mẫu hết giùm con luôn đi. Thêm 4 hộp. 4 hộp luôn ha. Rồi 4 với 5 9 hộp, chia ra này 9 hộp chắc đủ à. Bán đắt quá à. Phu nhân phải ra phụ luôn à. Nó kêu nó ngồi lên bà Thím, cho nó ngồi bà Thím.
Tại sao đất không thôi ha? Dạ. Rau thơm rồi cũng được, bún mà mình ăn sao cũng được. Ngon mà. Có cần rau này không? Rau này nó thơm đó. Thơm, gắm lũi thơm ngon có đâu. Đang hồi để út nó đứng bên ngồi luôn rồi mà sao té. Dạ. Bán còn mấy hộp bún mà bốn đồng người giống là làm hết trơn. Mười lên lấy đi mà mười đi đẵng con nước mắm. Mười có mắm hả? Đẵng con lấy nha, con lấy cho mày con. Đẵng một keo, đẵng tôi về đẵng tôi ăn. À, là bà Thím khỏi lấy nước mắm luôn hả? Ừ, đắng nước mắm mà để đây. Rải sang bên. Dạ. Dạ còn cái này tới 3 bịch rồi. Còn 3 bịch này nhiều lắm. Ờ thấy nhiều lắm. Một này chỗ cũng đủ chưa? Như đây đủ chưa? Cũng được rồi. Như đây 4 5 phần chắc đủ rồi đó. Một bịch nước mắm Út ăn được 2 hộp á Út. Còn trời thấy đụng độ phỏng bỏ vô cho cô ba. Rất dữ nha. Rồi, hộp này của Quỳnh Mai là không có rau, không gác gì chân nè. Ờ, quên bịch nước mắm. Rồi. Bịch hai bịch nước mắm nha con. Nữ ăn này bị nước mắm gì đang làm. Nước mắm làm bự á. Ai 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 ai. Con lấy nè, Út ha, Út cầm con Út, con vô thêm hộp nữa. Cái bịch ở dưới này là không rau này, con dẹn dạch ra thấy nào không rau là của con đó nha. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Ừ. Cỡ này của Út một bịch nữa quay. Rồi. Hộp này rau nhưng mà không có nước mắm nè. À rồi. Bữa nào bán nó chạy ra đây mua ăn. Dạ, rồi, cảm ơn Út. Rồi rồi. Vậy là con về trước mà. Dạ. Dạ. Để làm cho bà thêm 4 hộp luôn. 4 hộp cuối này ít rau nè. Bỏ dồn có 3 hộp cũng được. Dạ. Bỏ mấy con chi nhiều hộp nó tốn hộp nữa. Dạ, vậy dồn cho bà thím 3 hộp nha. Ừ. Cũng tính tiền 3 hộp à, ừ. Tính làm 4 hộp mà tính tiền 3 hộp đó. Kệ rồi, còn cuối cùng mà chi mất công nhiều hộp tốn hộp dồn đại đi vậy là chết chứ. Sớt ra ăn ha. Ừ. Còn nhiêu rồi dồn hết. Bà thím nắng có dưa leo mà thím. Bào nè. Còn cũng ít nè. Ruột không à. 2 kg dưa leo á, 8 kg bún mà thêm 4 cái thịt. Hết thì sẽ bán hết không cho, để chiều cho Thịnh ăn cũng lo. Ai dạ. Thịnh chiều nhịn luôn rồi. Ai vậy? Ừ, tao bán hết trơn luôn rồi trời. Bán hết cho bà Thím luôn. Chết rồi, cái này còn á ha. Con dồn cho bà Thím hết là 2 hộp thôi bà Thím. Tính 2 hộp thôi. Đó. Chứ giờ mất công bán cho 3 hộp nữa. Xớt ra chia nha mấy người. Rồi. Thêm miếng rau nữa. Tính bà Thím 10.000 thôi nha, cú chót đó. Bà tính mua nhà ba người tính mua 4 hộp thì về Khanh nó mạnh ăn 2 hộp. Dạ. Rồi bà Thím bỏ vô con 10.000 đi, lấy tiền hối con. Rồi, hai người kia thì người hợp ăn được rồi. Rồi về bà Thím về xớt ra dĩa đi. Rồi làm được 3 dĩa đó. 60. Lấy lại 90 giùm con. Đây con dồn hết cái bún. Cái này nó đầy quá, con không có đậy nắp được luôn á. Cười gì vui Thịnh? 90. Rồi cảm ơn bà Thím. Thấy tiện cười bà Thím. Rồi cho đó bà Thím. Đi, bà Thím mới cho. Ừ, giỏi. Cô ba chiều bán đắt quá trời luôn. Không còn gì luôn. Dạ con cảm ơn bà Thím. Giờ con cũng dẹp đi vô luôn. Coi thứ bữa nay bán được nhiêu, bán đắt quá. 50. Trong bữa nay bán có tiền lớn luôn, hơn 150. Gì? 150 được 200. Trời ơi, bữa nay được 200 luôn. 2 4 5 201 2 3 4 6 8 10 202 2 4 6 8 10 203. Đây 10.000 nữa. 204. Được 200.
55.000. 255.000 là lên bán được 155.000 không bà cô chú các bạn. Ở đây Thịnh 10.000 đó là được 165.000. Dạ thì chiều nay là lên bán hết 8 kg bún, tại vì bán không đủ cái Linh thấy khách đông quá nên là nhờ cha Linh đi mua cho Linh thêm 5 kg, 3 kg bún nữa, 4 kg thịt, 2 kg dưa leo mà bán hết luôn bà cô chú các bạn. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha.